Xin chào các bạn. Chào. Tôi là thằng khùng ở bên cửa. Hôm nay tôi đến đây để nhờ anh đẹp trai ngồi kế bên giúp đỡ tôi một chuyện. Anh làm một chương trình để thử thách bạn gái tôi, đúng không anh? Bạn gái của em thì làm quản lý trên trang M88, đó là trang chuyên giải trí online. Cô ấy thường hay nói chuyện với khách hàng rễ dữ lắm, nhưng em không biết phải khách hàng hay không. Em có cảm giác như cô ấy đang có gì đó giấu giếm em, có gì đó không ổn phải không? Dạ. Thấy có vẻ dạo này cô ấy mờ ám dữ lắm anh. Thôi được rồi, để tôi giả làm người chơi M88 giúp cậu thử lòng bạn gái của cậu xem cô ấy như thế nào. Ở đây là tôi giúp thôi nha, chứ không phải tôi cố tình cua đâu. Thiệt không? Chiều hôm đó chúng tôi liên lạc với cô bạn, giả giờ là khách mua già. Bình thường em có hay ra ngoài với khách hàng không? Cũng ít khi lắm anh. Ít hả? Anh thích mấy cái trò chơi trên trang M88 của em dữ lắm. Vậy hả anh? Đặc biệt là anh thích chơi nhất cái trò slot á. Hình như trang M88 của em là nhà cái đầu tiên tài trợ cho đội bóng ngoại hạng Anh phải không? Dạ là đội bóng AFC Poor Nemo. Nhưng mà thủ tục nạp tiền hay là nhận thưởng gì có dễ không em? Anh chơi gì kiếm ra tiền anh mới chơi. Dạ thì anh cứ lên trang web của M88 á tìm hiểu thêm đi. Chơi vui giải trí thôi anh. Còn nhiều chơi nhiều ha. Xe kia là của anh hả? Đúng rồi, con màu trắng đó. Bình thường thì em mấy giờ em mới về? Dạ bình thường 6 giờ em về rồi. Vậy hả? Vậy thỉnh thoảng em có bận biểu gì hay không? Nếu mà trễ quá mà có khách hàng muốn tìm em để nhờ em tư vấn về cái trang M88 thì em có gặp họ hay không? Dạ có chứ anh. Anh nghĩ chắc cũng phải có ha, tăng ca hợp này nọ. Dạ đúng rồi anh, mà anh làm ở đâu? Anh hả? Anh không có làm gì hết trơn, anh rảnh rỗi lắm. Anh có tiền thì anh lên mấy cái trang như của em á, M88 này nọ để anh chơi anh kiếm tiền thôi. Trời ơi anh sướng ha. Sướng gì đâu em ơi. Anh thà ở nhà cầm cái điện thoại lên máy vi tính anh kiếm tiền vậy chứ còn hơn ra ngoài phung phí tiền của. Nhưng mà anh biết trang M88 của em lâu chưa? Em lên xe đi, rồi anh với em nói chuyện sao ha. Anh nhìn thấy anh kết em rồi đó, anh khoái em rồi đó. Anh có thích dịch vụ bên M88 của em không? Dịch vụ cái gì mà dính tới game là anh khoái à, anh chơi à? Đúng rồi, thà nằm nhà chơi cho nó sướng, ra ngoài chơi cho nó cực ha. Lâu lâu vuốt vuốt lít lít nhưng mà có tiền. Biệt danh của anh là lười biếng mà. Anh lười biếng nhưng mà anh kiếm ra tiền. Anh cầm cọc tiền làm em muốn điên đảo nãy giờ luôn. Em làm không biết khi nào mới được cọc này. Anh cũng chắc chiều dữ lắm chứ bộ, đâu đơn giản đâu em. Ước mơ của em là muốn mua được căn chung cư ở Sài Gòn, không biết khi nào mua nổi. Chung cư cỡ nhiêu? Vài tỷ được rồi, không cần cao sang, ở ông hết. Hay là em làm người yêu anh đi, anh hứa sẽ mua tặng cho em một căn nhà hoành tráng lễ Sài Gòn luôn. Nhưng mà em có bạn trai rồi. Anh quên này nữa. Không thôi, em ngủ với anh một đêm đi, nguyên cọc tiền này anh cho em. Hả? Giỡn hả? Thiệt mà. Nguyên cái đống này nhìn cũng có 200-300 triệu á. Nhầm nhò gì, anh là một cao thủ, anh chơi game gì cũng thắng, đặc biệt là mấy cái game trên M88 của em anh chơi là anh thắng có tiền à. Nhưng mà em có bạn trai rồi, em thấy ngại quá. Lỡ nhưng mà bạn trai em biết chắc chết luôn á. Thì giữa cọc tiền này với bạn trai của em cứ chọn đi. Ngủ danh đêm anh cho em cọc. Anh nghĩ nguyên cọc này hơn một năm lương em làm việc á. Nhưng em không phải là loại con gái như vậy. Tiền thì ai cũng cần nhưng mà em không phải con gái như vậy. Em còn có bạn trai nữa. Thì em đừng cho bạn trai em biết là được rồi. Chứ em nghĩ cọc tiền này dễ kiếm lắm, chắc anh cũng đổ mồ hôi với nó, không phải giỡn đâu. Ngủ đêm thôi có gì đâu. Với số tiền này em có thể mua được rất nhiều đồ dùng, gửi về cho gia đình của mình với quê nữa. Thôi nè, cầm luôn đi, khỏi nói nhiều nữa. Ngủ danh đêm ha. Con đêm thôi mà, cái gì đâu mà lo không biết nữa. Xong cái mạnh ai nấy đi. Anh cũng đâu làm phiền tới cuộc sống của em nữa đâu mà lo. Cọc này 300 triệu lần đó, anh nghĩ nó cũng giúp đỡ cho em được nhiều thứ. Thời thế bây giờ cái gì cũng đâu qua tiền được đâu em. Cầm lấy đi, đây suy nghĩ cho kỹ. Nếu em đồng ý thì anh sẽ kiếm khách sạn nào đó, anh đặt phòng trước được không? Xong việc anh coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Em cứ nghĩ cho kỹ. Một đêm thôi phải không anh? Một đêm thôi. Hai đêm mệt lắm em. Vậy cũng được. Đậu xanh á. Nè, cậu bình tĩnh. Làm gì vậy? Bình tĩnh. Em phải đi tìm cô ấy. Cậu chờ một chút. Nghe tôi nói nè, lát nữa họ sẽ đến khách sạn ha. Nhưng mà tôi với cậu, chúng ta sẽ đến khách sạn trước, chờ được không? Được. Thì có gì đó gặp nhau nói chuyện trực tiếp. Đi thôi. Bạn gái cậu kìa phải không? Đúng rồi. Chưa. Cậu cứ bình tĩnh. Cái gì cũng phải từ từ, không cần vội. Việc này em không bình tĩnh được anh. Em chịu hết nổi rồi. Em thấy khách sạn này được không? Dạ cũng được. Chờ một chút em gọi điện thoại cái nha. Em gọi đi, anh đứng đây nghe cũng được. Ủa mà anh nghe làm gì? Em cứ yên tâm đi. Anh không quấy rầy cuộc sống của em đâu mà lo. Dạ, vậy chờ em chút nha. Alo. Tối nay công ty có việc phải tăng ca, chắc em về hơi trễ. Em ở nhà bạn của em luôn nghe anh. Em điện thoại gọi cho anh nói một tiếng để cho anh biết. Mà có tin vui nè anh. Hôm nay em mới gặp được một khách hàng sợp dữ lắm. Họ nói là họ sẽ đầu tư mạnh vô trang M88 của mình. Anh chúc mừng cho em nha. Anh có thấy vui không? Tăng ca hả? Dạ, đúng rồi anh. Em tăng ca. Tăng ca ở đâu? Ở công ty chứ đâu anh. Nhưng còn già mồm được hả? Em chờ đó đi. Alo. 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 Ủa em sao vậy? Điện thế không biết. Bạn trai của em hả? Ừ. Đang nói chuyện tắt máy ngang luôn à. Bạn trai của em kia phải không? Hả? Sao anh lại ở đây? Em tăng ca ở đây phải không? Anh nghe em giải thích đi. Lần nào em cũng tăng ca ở đây có phải không? Anh nói gì vậy? Ai bảo vậy hả? Nghe em giải thích. Giải thích? Tôi nhìn thấy hết rồi. Đây là người tôi tìm đi thử cô. Cái gì? Hóa ra lằng ngoằng anh chỉ là thử tôi hả? Chỉ với 300 triệu thôi phải không? Mặt mũi của cô để ở đâu rồi? Vậy còn anh thì sao? Anh còn nói được tôi? Không phải mẹ em đã nói muốn cưới anh thì phải có nhà hay sao chứ? Bộ không có nhà là không cưới được hả? Anh có làm được chưa? Em chờ anh bao lâu rồi? Mấy năm rồi? Anh mua được nhà chưa? Tôi chưa mua được. Cô cũng không đến nỗi phải bán thân chứ. Tôi có cần cô phải bán thân như vậy chưa? Nhưng mà em bán chưa? Nghe người anh em đừng nói khó nghe quá. Thử thôi mà. Anh im đi.
Anh là đàn ông, anh có danh dự của anh. Vậy danh dự của em để đâu? Chúng ta yêu nhau lâu như vậy, trước kia anh đối xử với em như thế nào, rồi bây giờ anh đối xử với em ra sao? Việc anh đối xử tốt với em với việc anh không có tiền là hai việc khác nhau mà. Nếu thật sự em muốn mua nhà bây giờ, anh có thể bán thận để mua, em hiểu không? Còn em thì sao? Chứ không phải bây giờ em đang giúp anh bớt áp lực hay sao? Tôi không cần. Anh đã bao giờ hiểu em ấy chưa? Hiểu chưa? Thôi được rồi, có chuyện gì bình tĩnh từ từ giải quyết với nhau, đừng có vậy mà ha. Nói gì thì nói, em làm như vậy anh không bao giờ có thể tha thứ cho em được. Vậy chia tay đi. Được. Ê, nè nè em vậy đi nữa không em? Nói về kìa. Ngu sao không đi.